Con có thể giới thiệu về mình không? Con tên là gì nhỉ? À, con tên là Ngọc Linh. Ngọc Linh đang học ở lớp nào? Trường. À, trường nào không? Trường nào không? Trường nào không? Đúng không? Rồi, cảm ơn bạn giỏi nhé. Bây giờ bạn Ngọc Linh cho cô biết là bạn Ngọc Linh hôm nay đi học với ai? Thế khi mà mẹ con đang đến trời, con thấy trời hôm nay thế nào? Mưa rơi à nắng hả? Con có nhìn thấy ông mặt trời không? Có nhìn thấy mặt trời không? Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Đi học với mẹ là trời rất là nắng đúng không? Trời con nhìn thấy ông mặt trời rất là trời đúng không? Bây giờ cô với bạn trời cùng mô tả một bài thơ cũng nói về ông mặt trời nhé. Bài thơ có tựa đề bé là ông mặt trời. Bây giờ cô nhờ bạn Ngọc Linh hãy đọc thật to bài thơ bé là ông mặt trời cho cô nghe nhé. Mời bạn Ngọc Linh. Bài thơ mặt trời con đi con. Ông mặt trời quả hai mẹ con. Một tức là thứ một kém nào sẽ cùng với một kém, đấy chính là